giỡn. Mình là cà chua. Mình là chuột. Mình là cà phê. Hôm nay bữa trưa của mình có món cá kho dừa, canh rau bù ngót với lại mướp. Rồi còn đặc biệt nhất là món thịt chuột. À, thịt của cô này đây hả? À. Thịt của cô chuột đây hả? Rồi mời các bạn ăn đi. Các bạn có mời mọi người ăn không? Mời tất cả ăn cơm. Rồi ăn đi, mấy bạn của nhà mình rất là vui vẻ nha các bạn. Ăn rất là dễ ăn luôn. Món gì cũng có thể ăn được hết á, không có kén chọn gì. Coi bạn Dũng mà ăn rau kìa. Trời ơi, bạn ăn rau thấy thương luôn không? Đó, rồi bạn chuột kìa. Bạn chuột ăn rau kìa. Đó, mấy bạn ăn đi. Ăn phải có nhiều rau vô mới tốt cho sức khỏe nha mấy bạn. Dạ. Rồi mấy bạn ăn rồi mấy bạn phát biểu cảm nghĩ rồi cho người ta biết chứ. Sao Dũng ăn có ngon không con? Ngon ạ. Cái món này mà kết hợp chung với rau nữa bạn, tuyệt vời. Món nào đâu bạn, chỉ món nào tôi không thấy rồi đó. Món này. Món nào này. Món đó món gì đó, giới thiệu cụ thể đây. À, món cá kho dừa. Cá gì vậy? Cá bóng kho dừa. Cá bóng dừa mà kho dừa luôn nữa hả? À. Rồi chấm rau này nữa thì thôi hết ý nha mấy bạn. Coi nè, ăn một rổ rau rồi nè bạn. Thôi quá trời rau luôn nè bạn. Giới thiệu tôi biết rồi, rau này rau gì đây? Rau cải trời. Cải trời. Rồi rau này? Càng cua. Rồi quá trời luôn. Rồi này? Rau má. Rau gì? Rau má. Rau má, đúng rồi. Còn con bạn biết cái này gì không? Dạ không. Rau này rau gì bạn? Không biết ạ. Hình như rau này cắt lòi phải không ta? Phải cắt lòi không? Trời ơi, coi thầy giới thiệu ơi. Còn này gì chắc mấy bạn không biết hả? Biết. Rau gì? Rau muống. Rồi ăn 5-6 loại rau luôn, rau quá trời rau luôn. Tôi tìm coi. Thôi vậy đi rồi mấy bạn ăn đi. Ngon quá trời. Bạn ăn coi cẩn thận coi chừng mắt xương nha. Ê, cái bạn nó làm gì đó? Cái món đó để một lát mình ăn sau cùng. Đó, một lát mình review cho các bạn xem rồi nói cho các bạn biết là thưởng thức. Đây nha các bạn, là đây là cái món chuột cống xù nha các bạn. Ngày hôm nay mình có xuống vườn mình gài được cái con chuột cống gần 1kg luôn. Mà ở đây là có nửa con thôi, chỉ có hai cái đùi sau với một phần thôi đó, là mà bao nhiêu đó các bạn. À, đây này là phần là tôi chia ra 4 phần cho 4 cháu nha. Rồi mấy bạn nào mà có xem clip thì quay lại video clip trước là tôi có gài chuột á. Sao ăn một lần nữa hả em? Quá ngon nè. Sao cái món này đó là mình ăn cơm xong là mình mới ăn hết trời? Tùy tùy con thôi. Không biết trời vậy gì đâu. Ôi con Dũng ăn rau kìa. Nhìn thấy thèm mới ghê không? Ngắt ra con, dài quá ngắt ra, ngắt nhỏ ra. Con mà. Bạn này thương lắm nha bạn, bạn dễ ăn lắm nha, bạn ăn uống gì cũng vậy, tóc hành luôn. Bảo đảm bạn là đúng tóc hành luôn á. Đây tôi mới nói vô đây là bạn ăn cũng hơn nửa tô rồi nè. Đó. Ôi bạn chuột ăn từ từ thôi bạn chuột ơi. Đây là bạn chuột nha, nhỏ nhất nhà nha. Là nhỏ nhất nên đặt tên chuột nha bạn. Chuột nhỏ nhất á bạn. Còn đây là bạn cà phê. Bạn cà phê đang ăn gì đây, sao cơm không có miếng cá thịt gì tần vậy bạn? Dạ tại con ăn, tại mình ăn hết rồi. Ăn hết thì múc thêm vô cá nè, trang canh đồ vô. Ngon quá. Cá đồ ăn quá chừng chừng vậy luôn mà không chịu. Cá bóng dừa kho dừa nha các bạn. Đây là mấy cá bóng dừa mà hôm bữa mình đặt lợp được đó nha. Còn cái này là cũng là cây nhà lá vườn. Đây là bù ngót dưới vườn mình luôn. Rồi mướp cũng trồng dưới vườn mình luôn nha bạn. Đây nấu rồi canh bù ngót quá chừng chừng luôn. Tất cả đều là đồ vườn hết.
cơm cũng là đồ vườn á hả chà. Mình thử ăn đậm rau má nha bạn. Ngon không, ngon không? Có vị hơi nhẫn nhẫn chút. Nhẫn nhẫn đắng đắng đúng không? Vì rau má là phải đắng đắng vậy chứ sao? Đúng rồi, bạn nói đúng rồi đó. Đây, các bạn ăn gần xong rồi hả? Dạ. Rồi ăn cho xong đi rồi mình chuyển qua cái món đặc biệt ngày hôm nay đây. Dạ. Đây, chuẩn bị có món đặc biệt đây. Quá hấp dẫn. Thịt chuột chiên nha các bạn. Wow. Cái đùi con chuột mà nó bay lớn vậy nè. Quá bự. Rồi bạn nào ăn xong rồi thì lấy một phần đi. Bạn chuột lấy phần này đi nè bạn chuột. Đó cái đùi đó thịt nhiều đó bạn chuột, nhường cho bạn nhỏ mà ăn trước đó. Đâu ăn thử cái coi làm sao nè. Ngon vậy các bạn. Ngon không? Quá ngon luôn. Rồi bạn cà phê dùng nó một phần đi. Hơn nữa nha các bạn. Ừ. Ngon nha, món nó ngon á. Đó đúng rồi. Bạn Dũng có ý kiến gì không? Bạn Dũng nó ngon ngon nó mặn mặn. Sao bạn review cho tôi coi bạn cà phê. Nó có vị hơi mặn mặn. Ừ. Nó có vị tại hồi nãy tôi cắn luôn miếng khác nên nó có vị hơi đắng đắng chút. Cắn gì mà đắng đắng? À bạn cắn ngay cái gan của nó rồi đó. Yeah. Nè cái miếng gan này rất là ngon luôn nè, bạn lấy nguyên miếng gan còn gì nữa. Yeah. Trời ơi nó ngon. Đó, tới bạn cà chua nè, một cái đùi. Nữa. Cũng vậy nữa. Rồi ăn đi. Ngon không? Ngon. Ăn bữa nào tôi bắt nữa cho ăn nha. Dạ. Nó cay quá. Ừ? Có quá. Có ớt ớt đâu mà cay. Đâu có ướp ớt đâu. Hơi nó mặn nữa. Nó hơi he he mà với nước nhỏ. Rồi, ăn thịt chuột mà cũng ăn kèm với rau nữa rồi bạn. Bạn này là bạn đạo rau nha. Có rau tôi không ăn được mấy bạn ơi. Không có rau tôi không ăn được mấy bạn ơi. Quá. Yeah. Bạn này đang thả hồn lên mây và đang thưởng thức cái đùi con chuột nè. Ăn đi, trời sợ hết hay gì vậy? Hỡi. Thơm quá. Đây, đây là cô chuột. Cô Nguyễn Thị Chuột đang ăn thịt chuột với lại rau muống. Ngon không cô chuột? Ngon. Ủa rau muống gì kì vậy? Cái bé nhà mình dễ ăn lắm nha bạn. Ăn đi mà đừng la ó ôm sùm quá. Tôi sẽ dân đùi con à. Thôi tôi dịp rồi xé một miếng bự chảng luôn nhai luôn kìa. Ngọt không con? Ngọt. Thịt chuột này ngọt lắm á. Mà bạn miếng gan. Đó. Miếng gan con chuột là hết ý rồi. Ngon. Con chuột này gan quá trời bự. Mày lớn gan quá mà dám phá vườn của tao hả mày? Rồi bạn Dũng ăn sắp hết rồi. Còn miếng xíu nữa hết rồi. Bạn này ăn rất là giỏi nha bạn. Chỉ cần kêu lên bàn là ngồi ăn một xíu là xong chứ không có mà ngồi nhơi nhơi lâu lắc đâu. Còn một cục duy nhất này nha các bạn. Ừ. Rồi ăn đi. Ok.
Xào xong chưa? Rồi ha, rồi thôi chào tạm biệt các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Ủa mà trước khi chào tạm biệt phải nói ngon hay không chứ, mà ăn nãy giờ không nói ngon vậy Trần hả? Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Ngon sao đâu à? Anh cà phê nói cho ngon sao đâu nè. Thịt thì sao? Thịt nó ngọt. Ướp thì hơi mặn. Rồi chiên giòn ngon lắm. Thôi, rồi mấy bạn ý kiến gì không? Tôi thấy nó đắng lắm bà ơi. Đắng hả? Vậy kỳ vậy sao đắng nữa? Con tôi thấy he he mà còn ngon nữa nha các bạn. Tôi thấy he mà nó còn chua chua nữa. Chua là cô chua á. Là cô ba chua á. Cô cà chua á. Rồi thôi chào tạm biệt các bạn đi. Bye bye. Uncle Pat.